Trung tâm điện tử Phạm Quyết Audio Vinh Trụ, Lý Nhân Hà Lan xin được mến chào tất cả các bác. Hôm nay là một buổi sáng của ngày 23 tháng 12 năm 2021. Và ngày mai là cũng là mùa Noel rồi và cũng là chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Trung tâm điện tử Phạm Quyết Audio chia ghép lên một câu hình ok gồm 8 dòng sản phẩm trị giá là 40 triệu lăm các bác nhé. 40 là triệu lăm gồm 8 dòng sản phẩm. Xin mời các bác đi theo em để tìm hiểu chi tiết từng dòng sản phẩm. Sản phẩm đầu tiên đó là một em súp điện đến từ thương hiệu chính hãng TG Aquatic với model TG12 sử dụng bằng bát 30. Rất chi là xịn sò các bác nhé. Em quay gần lại để các bác chiêm ngưỡng. Đây là e-căng. Dạ vâng, bát 30. Dòng sản phẩm này đưa ra chất âm, đưa ra tiếng bát đánh phải nói rất là sâu. Các bác có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Rất là đỉnh cao. Sản phẩm thứ hai đó là một em đẩy TG 4 kênh với model DK 4.8L, đạt công suất là 800W trên 1 kênh, sử dụng là 48 sò Japan nhập khẩu. Sản phẩm thứ ba đó là một em van cơ lai số với model T9 Premium, hỗ trợ đường cổng quang, bắt sóng Bluetooth và đặc biệt là có hiệu ứng hát dè vọt phối hợp với echo, đưa ra những lời hát rất giống với ca sĩ. Và ca sĩ chuyên nghiệp thì hay sử dụng dè vọt nhiều hơn echo các bác nhé, cho nên các bác để tầm khoảng độ 9 giờ thôi, 9 giờ 9 rưỡi. Đây là trồng hú nhá, các bác có thể ấn vào đây. Đấy, ấn vào đây khi loa nhà các bác bị hú. Còn ví dụ chẳng hạn như là loa bác không hú thì bác nhả ra. Sản phẩm thứ tư đó là một em lưng. Một em lưng với model CP900 Premium, một trong những phiên bản cao cấp nhất rồi. Tích hợp đường cổng quang, bắt sóng Bluetooth. Các bác có thể cắm đường dây quang từ TV thông minh để cắm xuống em lưng này, là các bác sẽ tiết kiệm mua riêng được bộ chuyển đổi bốt chuyển đổi âm thanh từ TV xuống, đỡ được cái tiền đó mất mấy trăm nghìn rồi. Đưa cổng tín hiệu quang xuống TV thông minh xuống em thẳng vào em lưng này, em lưng này đi xuống em vang đi xuống đẩy và đẩy ra loa, đưa ra tín hiệu cực kỳ sạch trong. Một sản phẩm tiếp theo đó là sản phẩm thứ 5, đó là một em quản lý nguồn với thương hiệu Allen Pro chính hãng với model là 602. Em này thì thứ nhất là lọc nguồn điện sạch này, thứ hai là tắt mở theo quy trình. Đấy, bảo vệ cái linh kiện được dùng tốt hơn, bền hơn. Cái thứ ba quan trọng nhất là khi gia đình nhà các bác, dạ vâng, quan trọng nhất là khi gia đình nhà các bác có sự cố chập cháy, đấy thì em quản lý nguồn này sẽ bảo vệ tất cả các linh kiện an toàn. Và dòng này thì nó có 8 giắc cắm nhá các bác nhá, phía sau là 7 và phía trước là 1. Gơ le sẽ tự ngắt ngay. Sản phẩm thứ 6 đó là một đầu mic không dây đến từ thương hiệu chính hãng Vina KTV với model là S500X Max, hai tay nắm màu én bạc cực kỳ xịn sò, tất cả đều có tem nhá, tem chống hàng giả nhá, chống hàng giả các bác nhá, của Vina KTV, đưa ra lời hát rất nhẹ và bay, hai cần anten bắt sóng cực khỏe rồi. Sản phẩm tiếp theo, sản phẩm thứ 7 đó là một cặp loa đến từ thương hiệu B3 của Đức hàng bãi với model HF101 và sử dụng một bát chính giữa là bát 25 và chạy bằng 4 chép các bác nhé. Dòng này thì là quá tên tuổi bởi nó đưa ra chất âm
rất chi là ngọt ngào, tiếng chép nhiều và đánh rất mềm. Khi các bác nghe nhạc không lời cũng như là các bác nghe những bản nhạc trữ tình. Đây, căng thì em tạo ra đây. Và sản phẩm cuối cùng đặc biệt cao cấp nhất của TG Aquatic, đó là một cặp loa với model là TG 12 Ultra. Với thương hiệu lừng danh và tất cả sơn sần được 4 lớp sần ra tay các bác nhé. Đó, phải nói rất chi tuyệt vời. Với tiền nào của đấy. Với trong những dòng sản phẩm, 8 dòng sản phẩm trị giá là 40 triệu. 40 triệu năm các bác nhé, 40 triệu năm. Và bây giờ thì trung tâm sẽ test nhạc để các bác nghe đánh giá chất âm. Nhạc lên các bác nhé, nhạc lên này. Giữa lòng trời khuyên muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Cánh bằng nhẹ mớn trên làn gió, đời ngày thơ lại nhớ lúc mình còn thơ. Nhìn trời cao mà reo, mà mơ ước như diều, để nhiều áo hằng nga ngồi bên dãy ngân hà. Giờ sống giữa lưng trời, đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi. Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo, đường mình đến nhàn du khắp tinh cầu, chạy thương hai đứa giờ đây ở phương nào, lâu lắm chẳng gặp nhau. Phải nói chất âm thì quá là du dương ngọt ngào rồi. Và bây giờ thì trung tâm sẽ test một bản nhạc rồi mấy các bác nhá, để các bác cùng nghe được tiếng bass tiếng chép, đánh được thấy được uy lực và lại rất chi là ngọt ngào của một công vinh cao kê 8 dòng sản phẩm trị giá 40 triệu năm. Và các bác nhớ là đăng ký kênh để liên tục cập nhật theo dõi những video bổ ích cũng như mua sắm cho gia đình nhà mình những sản phẩm chính hãng mà giá cả thì vô cùng hợp lý. Nào ước mơ chi một sản phẩm mà một bản nhạc quen thuộc các bạn nhé. Oh,
10 triệu lăm. Đúng là rất là đáng đồng tiền văn gạo không nhá. Không bao giờ với một câu hình này, Trung Tâm dám khẳng định không bao giờ để các bác phải thất vọng về chất âm, và cũng như tất cả những sản phẩm này là đều được bảo hành 1 năm mỗi đổi mới trong vòng 3 tháng đầu các bác nhé. Hàng chính hãng, toàn những hàng cao cấp. Và bây giờ thì Trung Tâm sẽ hát cao kê để các bác nghe đánh giá được chất âm và chất mix. Các bác nào cũng muốn sở hữu với một cấu hình cao kê gồm 8 dòng sản phẩm rất thì là chất lượng thì alo cho bên Trung Tâm với số điện thoại 0325004686, địa chỉ 192 đường Trần Nhân Tông, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Và các bác nào khoảng cách 100 km thì Trung Tâm sẽ đến tận nơi để lắp đặt cái ghép cho nhà các bác. Còn các bác nào ở xa thì Trung Tâm sẽ test nhạc như thế này rồi thì sẽ đóng thành từng thùng đấy, từng thùng một, và gửi qua đường bưu điện. Các bác chỉ việc về cắm dây loa vào phía đằng trung sau lưng loa là ok, các bác sẽ sử dụng một cách trơn tru và rất chi là ngon lành. Và cuối cùng thì xin được cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.